Cái búa thì mình nó có ba loại, ba bốn loại lận. Búa nhỏ thì ở đây em chưa có bơm vịt này là với mục đích là em có một điều lưu ý. Ở đây em đang bơm ống bông tai. Dạ chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review cho anh chị và các bạn xem thêm một số cái mẫu bông bóng phao nữa ha. Thì các mẫu bóng phao em cũng đã làm 2-3 cái video rồi. Thì anh chị và các bạn có thể tìm lại những cái video trước của em mà để biết thêm cái các mẫu ha. Thì ở đây là con gì đây? Ở đây là con vịt nè anh chị và các bạn. Con vịt ha, ở đây em có bơm sẵn nè. Đây, mẫu vịt anh chị và các bạn. Anh chị nhìn sơ qua cái nét ha. Thì em sẽ cho anh chị xem hình ảnh chi tiết cụ thể thôi để anh chị và các bạn có thể dễ cập nhật. Cảm thấy mẫu mã nào đẹp thì mình lấy về buôn bán. Còn ba mẹ cảm thấy hay thì mua về cùng em tay chơi ha. Thì cái mẫu này nó cũng có kèn anh chị các bạn. Kèn nằm trên cái cánh ha. Thì anh chị và các bạn bóp cánh là sẽ có kèn. Chi tiết tiếp ha, kèn nằm trong này nè. Đây là cái búa nha anh chị và các bạn. Cái búa thì mình nó có ba loại, ba bốn loại lận. Búa nhỏ, búa chung, búa nhỏ, búa chung, búa đại. Búa nhỏ, búa chung, búa lớn và búa đại ha. Thì cái búa nhỏ và cái búa chung, cái búa lớn em đã review rồi. Thì hôm nay em sẽ review là cái búa này là cái búa chung ha. Cái búa chung anh chị và các bạn. Đây em cũng có cái mẫu em bơm sẵn ha. Thì theo quan sát của em thì cái này là màu hồng, hiện tại là màu hồng anh chị và các bạn ha. Nó cũng có thể là có nhiều màu khác. Có thể là màu xanh. À, có thể là màu xanh lá cây ha. Ở trên đây có thể là in hình bên 10. Nói chung là mẫu mã nó sẽ thay đổi liên tục, màu sắc nó cũng vậy. Để mình biết được kích thước cụ thể của từng sản phẩm anh chị và các bạn thì anh chị và các bạn cập nhật vào website của em ha. Cái website của em để ở dưới phần mô tả. Ở dưới video á, anh chị và các bạn bấm vào đó anh chị sẽ xem. Thì khi cập nhật vào website thì anh chị sẽ biết được từng sản phẩm trên đó. Tại vì ở đây em review thì chỉ cho anh chị và các bạn thấy được cái hình ảnh chi tiết thôi, còn cái kích thước như thế nào thì phải lên website ha. Trên website thì em có để kích thước đầy đủ như nó rồi. Thì anh chị phân biệt cái lớn cái nhỏ là qua kích thước ha. Chứ ở đây em review thì anh chị và các bạn không biết được cái nào to nào nhỏ ha. Thế là mẫu gì? Mẫu tiếp theo là cái mẫu của heo vết 3 nha anh chị và các bạn. Đây là heo vết 3. Thì heo vết 3 đây hiện tại là em đang review là màu đỏ ha. Thì nó cũng có thể là nó có màu khác. Có thể là màu xanh, hoặc có thể là màu hồng anh chị và các bạn ha. Thì khi anh chị lên đơn thì anh chị có thể ghi chú đơn hàng giùm em ha. Kèn thì nằm ở đây, còn bơm nằm ở đây anh chị và các bạn. Tiếp theo là cái mẫu này. Cái mẫu này là con gì anh chị và các bạn? Cái này là con vịt. Con vịt vây cổ nè, vịt cổ vẹo á. Vịt cổ vẹo. Thì ở đây em chưa có bơm vịt này là với mục đích là em có một điều lưu ý. Lưu ý như thế này nè, khi anh chị và các bạn mua cái sản phẩm này về, anh chị các bạn tháo cái bịch này ra đúng không? Tháo cái bịch này ra nè. Tháo ra. Thì bên trong nó sẽ có một cái áo xanh ha. Áo này là áo xanh nè. Rồi, em sẽ bỏ này lại, em sẽ làm lại cái ví dụ nè. Đây, cái áo xanh nè anh chị và các bạn lưu ý giùm em. Là mình sẽ mặc cái áo này vô con vịt luôn nha anh chị và các bạn. Ở đây nó có cái chỗ nè anh chị và các bạn mặc vào ha, mặc vào trước khi bơm ha, chứ đừng khi mình bơm rồi mình mặc thì nó sẽ không được ha. Là mình sẽ mặc trước khi bơm đó. Ở đây gọi là vịt cổ vẹo mặc áo nè. Thì kích thước sản phẩm này em cũng để trên website rồi ha, anh chị cập nhật vào đó xem. Rồi bây giờ em sẽ bơm lên để cho anh chị và các bạn thấy được cái hình dáng cụ thể ha. Ở đây bơm là em đang bơm một ống bơm tay ha. Và cái cách bơm như thế nào thì nó cũng có 4 cách bơm. Em cũng đã chia sẻ rồi, anh chị các bạn có thể tìm đến những video trước của em mà xem ha. Ở đây em đang bơm ống bơm tay. Đó, khi chúng ta bơm no tròn thì chúng ta đậy nắp lại thôi. Đây, anh chị và các bạn xem hình hài chi tiết cụ thể của nó ha. Thì em thấy nó cũng rất là dễ thương á. Vịt đó thì nó có nhiều loại, vịt cánh xanh, vịt vàng, vịt cổ vẹo. Ở đây là em đang review là vịt cổ vẹo. Thì khi nào sản phẩm có thì sản phẩm hàng phao thì nói chung nó cũng nhiều loại, nhiều mẫu mã lắm. Thì từ từ em sẽ cập nhật hết cho anh chị và các bạn xem. Tại vì nếu cập nhật một cái video á thì cái thời gian nó rất là dài, sẽ làm cho anh chị và các bạn xem chán lắm. Nên em chia ra từng sản phẩm ít thôi, khoảng có 4-5 sản phẩm gì đó. Em review một lần. Đây ha. Rồi. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một cái sản phẩm mới ha. Xin cảm ơn rất nhiều.